Ngay lúc này, Nhã Phương đang gây bão phố đi bộ Hà Nội vì xinh như tiên nữ. Diễn viên Nhã Phương đã có mặt tại Hà Nội, tham gia hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Sáng ngày 28 tháng 4, với tư cách đại sứ nhân ái của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, diễn viên Nhã Phương đã có mặt trên phố đi bộ Hà Nội. Tại đây, cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, có mặt trong chương trình Chung Sức Vì Nhân Đạo, phát động Tháng Nhân Đạo 2018. Cô cũng là đại sứ của chương trình nhắn tin Đồng Hành Cùng Phụ Nữ Biên Cương. Một số hình ảnh của diễn viên Nhã Phương tại sự kiện. Nhã Phương đến khá sớm trước khi sự kiện bắt đầu. Diễn viên nhanh chóng nhập cuộc với những pha tạo dáng đẹp mắt. Cô cũng không từ chối bất cứ đề nghị chụp ảnh chung nào của mọi người. Nhã Phương và các đội chữ thập đỏ các đơn vị. Sự có mặt của cô thu hút mọi ánh nhìn. Nhã Phương thiệt thòi thế nào khi yêu Trường Giang? Trong lúc bê bối tình cảm giữa Trường Giang và nam em lùm xùm trên các diễn đàn, Nhã Phương vẫn im lặng, tập trung công việc của mình. Cô tích cực tham gia các sự kiện thời trang, kêu gọi chương trình từ thiện và không khẳng định hay phủ định tin đồn tan vỡ với Trường Giang. Cô gái bánh tráng trộn đáng yêu. Nhã Phương nổi tiếng nhờ vai diễn cô gái bán bánh tráng trộn trong phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò. Hình ảnh cô gái bán bánh tráng trộn xinh đẹp, hiền lành, đáng yêu đã chinh phục khán giả. Sau vai diễn này, Nhã Phương thành hiện tượng mạng xã hội. Khán giả bắt đầu tìm hiểu về cô. Họ thấy được cô tham gia nhiều phim điện ảnh, truyền hình. Những Thiên Thần Áo Trắng, Hoàng Tử Xấu Trai, Hoa Nắng, Trường Nội Trú, nhưng không được chú ý. Từ sự nổi bật nhờ phim ngắn, nữ diễn viên sinh năm 1990 đến từ Đắk Lắk tiếp tục được chú ý với vai thêu đanh đá, lanh lợi trong phim Vừa Đi Vừa Khóc. Tuy nhiên, Nhã Phương tạo đột phá cho sự nghiệp của mình nhờ vai Linh trong phim điện ảnh Quả Tim Máu của đạo diễn Victor Vũ. Cô được khen ngợi cho diễn xuất của mình cũng như có cơ hội góp mặt ở các phim điện ảnh truyền hình lớn như Tuổi Thanh Xuân, 49 Ngày, Yêu Đi Đừng Sợ. Nhiều ý kiến khác nhau về trình độ diễn xuất của Nhã Phương, nhưng cô hiện là một trong những nữ diễn viên hoạt động tích cực, có chiến lược riêng trong làng phim Việt. Cô tham gia đều ở điện ảnh, truyền hình và cũng chọn lựa kịch bản phù hợp với mình. Nhã Phương cũng nỗ lực thay đổi hình ảnh bằng các dạng vai khác nhau, chứ không đóng khung mình, dù rằng các đạo diễn luôn thích mời cô vào vai hiền lành, chịu thương, chịu khó. Sự nổi tiếng Nhã Phương tăng mạnh và nhanh không thể phủ nhận là nhờ một phần vào tình yêu với Trường Giang. Kể từ sau phim 49 ngày, cả hai có tin đồn yêu nhau rồi sau đó công khai là một cặp để thu hút về lượng người hâm mộ khổng lồ. Họ là những người hâm mộ của cặp đôi Nhã Phương Trường Giang chứ không phải riêng người nào. Tuy nhiên, chuyện tình giữa Nhã Phương Trường Giang không êm đềm như bao cặp đôi khác và người khiến mọi chuyện lùm xùm hơn chính là Trường Giang. Anh luôn vướng bê bối tình cảm với các cô gái và trở thành diễn viên có biệt danh lăng nhăng trong showbiz Việt. Anh khiến cho Nhã Phương từ hình ảnh diễn viên ngoan hiền thành cô gái lắm lùm xùm chỉ vì bê bối chuyện tình cảm của mình. Mỗi khi Trường Giang vướng tin đồn cặp kè bên cô gái nào, chẳng biết thực hư ra sao, Nhã Phương luôn bị gọi tên trước nhất. Cô từng chia sẻ trên truyền thông rằng, yêu Trường Giang vì cách anh quan tâm đến sức khỏe của mình, chỉ cho mình cách ăn ngon, lo lắng từng chuyện lớn nhỏ. Anh và cô có cùng sự đồng cảm, xem gia đình là tất cả. Một câu nói của Trường Giang mà Nhã Phương cảm động. Không phải em lấy chồng là trong mắt chỉ còn chồng, quên hết gia đình. Trong xã hội có rất nhiều người, nhưng để tìm được một người đồng cảm với mình không dễ. Nhã Phương đã nhiều lần tha thứ cho Trường Giang, có lẽ cũng vì lý do này. Tôi tin vào hai chữ nhân duyên, tức sẽ xác định mình có niềm tin dành cho họ hay không, cũng như họ có đặt tình cảm cho mình hay không. Nếu như chỉ thấy họ không thương mình một cách chân thành, tôi sẽ không bao giờ níu kéo hay làm gì đó kinh khủng để giữ chân họ, Nhã Phương khẳng định. Dẫu thế, Trường Giang lại làm Nhã Phương thất vọng khi vướng vào bê bối tình cảm cùng nam em. Cô không ít lần khóc thầm vì điều này và Trường Giang cũng biết rõ. Chính anh từng nói, tôi từng chứng kiến Nhã Phương khóc, cô ấy khóc không thở được cũng có, khóc không ra nước mắt cũng có. Nhã Phương đau khổ nhưng luôn im lặng, chịu đựng tất cả. Trong lúc Trường Giang chịu lùm xùm tình ái, Nhã Phương đến dự lễ trao giải cánh diều vàng một mình. Cô bị đồn chia tay Trường Giang để hẹn hò cùng Nhan Phúc Vinh. Ngay sau đó, Nhã Phương lên tiếng bác tin đồn hẹn hò cùng Nhan Phúc Vinh, nói sẽ tập trung nhiều cho sự nghiệp hơn chuyện tình cảm. Cô cũng tích cực tham gia chương trình từ thiện, lên mạng kêu gọi quyên góp từ thiện. Một số ý kiến cho rằng
Nhã Phương không có dấu hiệu gì bận tâm đến chuyện lùm xùm. Xem ra cô sẽ lại ở bên Trường Giang như sa vào bê bối tình ái của anh ta trước đây. Nhã Phương tuy còn trẻ nhưng cô thể hiện mình chín chắn trong cách ứng xử. Những lần lùm xùm trước, Nhã Phương cũng không lên tiếng. Cô chỉ dồn sức khỏe cho công việc của mình và lại ủng hộ Trường Giang. Đấy cũng là lý do vì sao Trường Giang luôn cảm thấy có lỗi với cô khi nhận được sự tha thứ nhiều lần. Lần này Trường Giang cũng nói trong cuộc phỏng vấn trên báo rằng anh không dám chờ Nhã Phương tha thứ vì bản thân vẫn chưa tha thứ được cho mình và cảnh cáo nam em. Nhưng cô ấy phải cẩn thận vì nếu làm điều gì đụng đến Nhã Phương, cô ấy không thể sống yên ổn được. Nhã Phương đã từng nhiều lần bao dung cho Trường Giang, lần này liệu cô có tiếp tục tha thứ? Đây là điểm chung của hai người tình mà Trường Giang không thừa nhận tình cảm. Cựu người mẫu Quế Vân và Hoa Khôi Nam Em đều từng công khai có mối quan hệ tình cảm với Trường Giang. Tuy nhiên, nam danh hài xứ Quảng lại chưa một lần xác nhận chuyện tình ái với hai chân dài xinh đẹp này. Trước khi lọt vào danh sách người tình của Trường Giang, Quế Vân và Nam Em có rất nhiều điểm tương đồng. Khát khao làm hoa hậu, có danh hiệu nhan sắc nhất định. Nam Em là một trong số những người đẹp nghiện thi hoa hậu. Thời chưa ai biết đến, cô ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, nhưng khá nhạt nhòa và không đạt được thành tích như mong muốn. Sau đó một năm, người đẹp sinh năm 1996 dự thi Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ ngoại hình dễ nhìn cùng sự tự tin, cô vượt qua loạt ứng viên sáng giá để đăng quang ngôi vị cao nhất. Khát khao có được danh hiệu cấp quốc gia, Nam Em còn dự thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015, nhưng chỉ lọt vào top 10 chung cuộc. Năm 2016, mỹ nhân gốc Tiền Giang đại diện quốc gia dự thi Hoa hậu Trái đất. Cô được sự giúp sức của ekip chuyên nghiệp và đặt quyết tâm cao. Nam Em đạt thành tích top 8, vị trí chưa có người đẹp Việt Nam nào chạm tới khi chinh chiến tại sân chơi này. Chưa kể những lần rút hồ sơ thi nhan sắc trong nước vào phút chót, Nam Em vẫn đang nung nóng mong muốn được một lần nữa đem chuông đi đánh xứ người. Với Quế Vân, cô xuất thân là một người mẫu sở hữu chiều cao vượt trội cùng gương mặt cá tính. Nhiều năm lăn lộn trong showbiz và thử sức với loạt lĩnh vực khác nhau. Năm 2013, Quế Vân chạy theo trào lưu đi thi nhan sắc bằng việc ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Người Việt Thế Giới tổ chức ở California, Mỹ. Lợi thế vóc dáng, truyền thông và tên tuổi đã được nhiều người biết đến. Quế Vân bước lên bục nhận danh hiệu Á hậu 1 kèm giải Người đẹp tài năng trong đêm chung kết. Tuy nhiên, khi về nước, Quế Vân bị cơ quan chức năng nhắc nhở vì đi thi chui. Thử sức với nhiều lĩnh vực nhưng không thành công. Dù có cơ hội phát triển nghề người mẫu trong làng giải trí Việt, song Quế Vân lại hoạt động khá cầm chừng. Có thời điểm cô bất ngờ lấn sân sang ca hát và phim ảnh bằng việc đóng một vài vai nhỏ trong các dự án phim truyền hình và đầu tư để ra mắt những sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp. Giai đoạn năm 2006, Quế Vân được khán giả nhớ tới khi sở hữu ca khúc Đừng xa em nhé. Tuy nhiên bài hát này không đủ sức nóng để giúp cho mỹ nhân sinh năm 1982 bứt phá và sẽ hướng hẳn sang công việc của một ca sĩ. Vài năm sau đó, Quế Vân rời xa hào quang showbiz để tập trung kinh doanh. Khi tái xuất bằng việc tung thêm nhiều ca khúc mới, Quế Vân vẫn không được số đông khán giả nghe nhạc quan tâm. Hiện tại, Quế Vân dừng cả công việc người mẫu, ca hát lẫn diễn xuất. Trước khi thi Hoa hậu, Nam Em là sinh viên khoa thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Khi tên tuổi được nhiều người biết đến, Nam Em ra mắt một số MV như Tết Sang, Tội cho cô gái đó, nhưng không tạo được hiệu ứng. Cùng với ca hát, Nam Em còn đảm nhận những vai diễn quan trọng trong phim điện ảnh Loto 79810, nhưng diễn xuất của cô gái này còn gây nhiều tranh cãi, thậm chí còn nhận lời chê bai của khán giả, truyền thông. Sang năm 2018, Nam Em ra mắt MV cùng anh đi xa, kèm công bố chuyện tình cảm với Trường Giang. Dù tận dụng scandal để gây chú ý, nhưng sản phẩm chỉ đạt được sự quan tâm ở mức vừa phải. Sau loạt MV không thành công, Nam Em đang ấp ủ việc ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới. Tính cách thẳng thắn, không ngại những phát ngôn đụng chạm. Điểm chung dễ nhận thấy ở Quế Vân và Nam Em đó là cả hai sống khá thẳng thắn và không ngại lên tiếng về những sự việc liên quan đến mình. Cụ thể như chuyện tình ái, Quế Vân và Nam Em không né tránh gạch đá của dư luận bằng việc công khai những bằng chứng kỷ niệm thời yêu nam danh hài với giới truyền thông. Trước đây, Quế Vân từng mạnh miệng gây chiến với loạt đồng nghiệp trong showbiz Việt như Trang Trần, Pha Lê, còn Nam Em cũng không kém phần ồn ào với loạt phát ngôn liên quan đến tình tiền, đại gia.